Mến chào quý vị, Phương Thi rất vinh dự khi luôn được đồng hành cùng với quý vị để cùng đón xem bản tin thời sự trên kênh Tin Mới. Bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất, chính xác nhất về tình hình an ninh trật tự và xã hội diễn ra trong ngày. Ngay sau đây sẽ là những tin chính được phát trong chương trình ngày hôm nay. Xin chào các bạn khán giả thông thái của Tin Mới, rất vui được đồng hành cùng các bạn trong video ngày hôm nay. Các bạn thân mến, không nói thì ai cũng biết Hoa Kỳ là một siêu cường thế giới. Ông lớn này mà nhận số 2 thì chắc chắn không ai dám nói mình là số 1, tất nhiên là trừ Trung Quốc. Mọi động thái của Hoa Kỳ đều có tầm ảnh hưởng rất lớn đến hòa bình và an ninh thế giới, đặc biệt là trong chiến lược ngoại giao đối với các nước trên thế giới. Chính vì vậy, chuyến thăm Việt Nam của Phó Tổng thống Hoa Kỳ mới đây đã trở thành tâm điểm thu hút sự quan tâm đặc biệt của truyền thông các quốc gia. Trong chuyến thăm này, trước những người đứng đầu của chính phủ Việt Nam, Phó Tổng thống Hoa Kỳ đã đưa ra 3 cam kết như đinh đóng cột mà Hoa Kỳ sẽ làm cho Việt Nam. Những cam kết này không chỉ làm nức lòng người dân trong nước mà nó còn khiến không ít quốc gia láng giềng phải ghen tị. Vì sao Mỹ lại có sự quan tâm đặc biệt đối với Việt Nam như vậy? Chuyến thăm này nói lên điều gì? Những cam kết của Mỹ dành cho Việt Nam là gì? Hãy cùng Tin Mới tìm hiểu trong video này nhé! Các bạn thân mến, vừa qua trong khuôn khổ chuyến thăm 3 ngày tới Việt Nam, Phó Tổng thống Mỹ bà Kamala Harris đã có các cuộc gặp với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và hội đàm với Thủ tướng Phạm Minh Chính. Chuyến thăm của Phó Tổng thống Mỹ đã cho thấy Việt Nam là đối tác rất quan trọng của Mỹ và sự tin cậy ngày càng lớn giữa hai bên. Phân tích của các chuyên gia trong nước và quốc tế, chuyến thăm của Phó Tổng thống Mỹ tới Việt Nam có hai điểm cần lưu ý. Thứ nhất, nó thể hiện sự tái căn dựng của Mỹ và khu vực. Trước đó, dưới thời Tổng thống Trump, nhiều người cho rằng ông này chưa quan tâm đủ đến Đông Nam Á. Ví dụ điển hình nhất là Trump không tham dự các hội nghị thượng đỉnh ở khu vực. Chính vì vậy, chuyến thăm này của bà Kamala Harris có thể đánh dấu sự quay trở lại của Hoa Kỳ đối với Đông Nam Á. Và tương lai ông lớn này sẽ khởi động các hoạt động chính quyền với khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Thứ hai, có thể thấy từ khi nhậm chức Tổng thống Mỹ Joe Biden và chính quyền của ông đã thể hiện trọng tâm chiến lược của mình là Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, trong đó coi trọng quan hệ đối tác với Việt Nam và Singapore. Việt Nam với vị thế địa chiến lược ở Đông Nam Á, vì vậy có tầm quan trọng rất lớn đối với Mỹ. Thông qua Việt Nam, Mỹ có thể tăng cường quan hệ với ASEAN và tiếp cận các cơ chế hợp tác, giúp các nước tiếp cận nhiều nguồn lực và gia tăng ảnh hưởng ở khu vực. Trước bà Kamala Harris, Mỹ đã từng điều rất nhiều quan chức cấp cao đến Việt Nam. Mới đây nhất là cuộc viếng thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ. Cùng những lần đến thăm Việt Nam, chính phủ Joe Biden lại đưa ra những cam kết hết sức quan trọng với mục tiêu đẩy mạnh và sâu hơn nữa mối quan hệ Việt-Mỹ, trong đó 3 cam kết quan trọng được chính phủ Mỹ gửi đến Việt Nam như sau. Đầu tiên, Mỹ khẳng định cam kết đối với Việt Nam mạnh mẽ, thịnh vượng, độc lập, cũng như một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do, cởi mở, lành mạnh và kiên cường. Cam kết này vô cùng quan trọng. Từ trước đến nay, sự can thiệp của các cường quốc đến một quốc gia nhỏ nào cũng đều kèm theo những điều kiện có đi có lại. Trước khi có thông tin bà Kamala Harris sẽ đến Việt Nam, nhiều thông tin trái chiều, các thuyết âm mưu của các thế lực thù địch đã cho rằng chuyến thăm lần này có dụ ý đưa Việt Nam trở thành một đồng minh của Mỹ, hoặc Việt Nam sớm muộn cũng ngả về phía Mỹ, núp dưới bóng của Mỹ trong mọi động thái. Tuy nhiên, điều đó là hoàn toàn bịa đặt và là sai sự thật. Cam kết của bà Kamala Harris đưa ra khẳng định điều này. Hoa Kỳ kết nối với Việt Nam trên cơ sở tôn trọng độc lập, thịnh vượng và hỗ trợ Việt Nam phát triển mạnh mẽ. Tương tự đối với khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương cũng vậy. Hoa Kỳ cam kết tôn trọng chọn một khu vực tự do, cởi mở, lành mạnh và kiên cường, không có dấu hiệu của sự áp đặt gì ở mối quan hệ này cả. Để chứng minh cam kết này, Phó Tổng thống Hoa Kỳ đã công bố viện trợ thêm cho Việt Nam 1 triệu liều vaccine, nâng tổng số vaccine viện trợ cho Việt Nam lên 6 triệu liều, cộng thêm 77 tủ trữ đông sâu đặc biệt cho vaccine. Ngoài ra, tổng ngân sách hỗ trợ Việt Nam từ đầu dịch COVID-19 đến nay đã là 44 triệu đô la Mỹ, trong đó có 23 triệu đô la Mỹ hỗ trợ kỹ thuật cho Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ và CDC Mỹ. Việc làm này chứng tỏ Mỹ đang cố gắng thực hiện cam kết giúp Việt Nam mạnh mẽ và vươn lên, trước mắt là thoát khỏi nỗi ám ảnh của dịch bệnh COVID-19. Mỹ cũng đã quyết định đặt văn phòng CDC tại Hà Nội với mục tiêu cùng Việt Nam chống lại đại dịch và hỗ trợ ứng phó các dịch bệnh khác trong tương lai. Đây là bước đi mang tính biểu tượng cho sự cam kết lâu dài của Mỹ ở Việt Nam cũng như Đông Nam Á và Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương nói chung. Trong chuyến thăm lần này, hai bên cũng đã ký được thỏa thuận về việc cho Mỹ thuê lô đất ở quận Cầu Giấy để lập Đại sứ quán Mỹ mới.
với chi phí xây dựng lên tới 1,2 tỷ đô la Mỹ. Ngược lại, Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ cũng chuẩn bị ký hợp đồng thuê đất tại thủ đô Washington DC để làm trụ sở mới. Tất cả những điều này là biểu tượng cho một mối quan hệ lâu dài của chúng tôi với Việt Nam và Đông Nam Á. Với tư cách là một thành viên của khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, bà Kamala Harris nói, về lĩnh vực kinh tế, Mỹ cam kết đưa Việt Nam trở thành đối tác quan trọng trong việc hợp tác và phát triển kinh tế của hai nước. Có thể thấy rằng, kể từ khi Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm vận đối với Việt Nam và thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, chỉ trong vòng 26 năm từ năm 1995 đến năm 2021, kinh ngạch thương mại hai chiều Việt-Mỹ đã tăng vùn vụt như diều gặp gió. Nếu như năm 1995 kim ngạch chỉ đạt 451 triệu đô la Mỹ thì năm 2020 con số này đã lên tới 90 tỷ đô la Mỹ và năm 2021 dự kiến con số này sẽ chạm mốc 100 tỷ đô la Mỹ. Sau 26 năm từ một con số không tròn trĩnh, Việt Nam đã trở thành một trong 10 đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ trên thế giới. Bà Kamala Harris khẳng định rằng nền kinh tế Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng của Mỹ. Chuỗi cung ứng cũng là chủ đề được phía Mỹ quan tâm trong chương trình nghị sự của bà Kamala Harris tại Singapore. Trước đó, Mỹ cũng phát đi tín hiệu về việc sẽ gắn bó lâu dài với Việt Nam về kinh tế. Hiện nay, nhờ sự hợp tác gắn kết giữa hai chính phủ Việt-Mỹ, nhiều sản phẩm của Việt Nam đã rộng đường chiếm lĩnh thị trường khó tính nhất thế giới này, đem về nguồn lợi nhuận vô cùng to lớn cho đất nước. Trong tương lai, với cam kết mở cửa hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực kinh tế, dự kiến sẽ là một trong những mắt xích không thể thiếu trong chuỗi cung ứng hàng hóa toàn cầu. Thật là một tương lai sáng lạn phải không các bạn? Cam kết thứ ba, chính quyền Mỹ dành cho Việt Nam chính là việc đồng hành cùng Việt Nam trên lĩnh vực an ninh và quốc phòng. Theo đó, Mỹ sẽ hỗ trợ Việt Nam tăng cường khả năng thực thi pháp luật và an ninh hàng hải. Mỹ cam kết thực hiện đối tác an ninh với Việt Nam nhằm hỗ trợ Việt Nam mạnh mẽ, thịnh vượng và độc lập. Tiếp tục tăng cường quan hệ đối tác với các lực lượng cảnh sát biển của Việt Nam, trong đó sẽ chuyển sang một tàu tuần duyên thứ ba cho Việt Nam. Tàu thứ ba này sẽ bổ sung cho hai tàu khác do Hoa Kỳ cung cấp cũng như các hoạt động chung khác nhằm tăng cường năng lực của Việt Nam trong việc đóng góp vào an ninh hàng hải. Hoa Kỳ và Việt Nam cam kết thiết lập một cuộc trao đổi về y tế giữa quân đội Việt Nam và Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ để mở rộng năng lực ứng phó thảm họa và nhân đạo, đồng thời hợp tác thúc đẩy việc chăm sóc bệnh nhân quan trọng cho binh lính, cựu chiến binh và người dân Việt Nam. Các bạn thân mến, cam kết thứ ba của Hoa Kỳ có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với Việt Nam, nhất là trong thời điểm diễn biến trên Biển Đông chưa bao giờ thôi nóng bỏng. Với sự có mặt của Mỹ và những cam kết hỗ trợ Việt Nam, việc bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam sẽ không còn đáng lo ngại nữa. Từ trước đến nay, trên Biển Đông, Việt Nam và một số quốc gia trong khu vực luôn bị áp bức bởi chiến lược bành trướng, cá lớn nước cá bé của Bắc Kinh. Coi Biển Đông là sân sau nhà mình, Bắc Kinh thường xuyên khiêu khích và có hành động khiếm nhã với tàu của ngư dân và lực lượng hải quân Việt Nam trên biển. Chiến thuật lấy thịt đè người của Bắc Kinh thời gian tới sẽ không còn suôn sẻ vì cam kết của Mỹ đối với việc đảm bảo an ninh trên Biển Đông tuân theo luật pháp quốc tế. Bắc Kinh sẽ không dễ dàng qua mặt được Hoa Kỳ để tắc oai tắc quái được như trước nữa. Ngoài ba cam kết quan trọng về y tế, kinh tế và an ninh quốc phòng thì chuyến thăm của bà Kamala Harris tới Việt Nam cũng đạt được nhiều thỏa thuận khác, ví dụ như về giáo dục. Phía Mỹ cam kết hỗ trợ giáo dục đại học của Việt Nam thông qua một dự án kéo dài 5 năm trị giá 14,2 triệu đô la Mỹ để tăng cường giảng dạy, nghiên cứu, đổi mới và quản trị trong 3 trường đại học quốc gia lớn nhất của Việt Nam. Về môi trường và biến đổi khí hậu, phía Mỹ cam kết hợp tác tăng cường khả năng chống chịu với khủng hoảng khí hậu, hướng tới một tương lai năng lượng sạch. Hợp tác này sẽ hướng tới việc thúc đẩy khu vực tư nhân trong chương trình hành động khí hậu, mở rộng năng lượng sạch và xe điện tại Việt Nam, bảo vệ khu vực đồng bằng sông Cửu Long và thúc đẩy nông nghiệp khí hậu thông minh. Về khoa học công nghệ, Mỹ cam kết ủng hộ Việt Nam chuyển đổi sang nền kinh tế kỹ thuật số. Việc khắc phục hậu quả chiến tranh, hai bên cũng cam kết giải quyết các vấn đề di sản chiến tranh, cùng vượt qua khó khăn để trở thành đối tác tin cậy. Mỹ sẽ cung cấp cho Việt Nam khoảng 1,5 triệu đô la Mỹ để rà soát các vật liệu chưa nổ, đồng thời cam kết hỗ trợ cho người khuyết tật của Việt Nam. Các bạn thân mến, trong mối quan hệ với Mỹ, tâm thế của Việt Nam hiện nay đã hoàn toàn khác so với cách đây mấy chục năm, không còn là vị thế của nước nhỏ bị nước lớn xâm lược, cũng không phải là tâm thế của các nước nhỏ phải e dè trước nước lớn nữa. Cùng với sự phát triển mọi mặt, Việt Nam đã khẳng định vị thế vai trò của mình là một nhân tố mà các quốc gia trên thế giới phải coi trọng. Trong đó, cái đáng trân trọng nhất đó chính là chính sách bình đẳng trong quan hệ với các nước vì mục tiêu hòa bình và ổn định khu vực quốc tế. Việt Nam theo đuổi chính sách ngoại giao độc lập, tự chủ, không phụ thuộc bất kỳ quốc gia nào. Chính sách ngoại giao của Việt Nam hoàn toàn chủ động, không chịu sức ép ảnh hưởng từ các lợi ích.
dù là thế lực nào đi chăng nữa muốn thay đổi mục tiêu sự nghiệp phát triển của đất nước, chính sách đối ngoại của Việt Nam đều không thể. Video đến đây là hết rồi. Nếu bạn nhận được thông tin gì thú vị và ý nghĩa thì hãy dành cho Tin Mới sự ủng hộ bằng cách chia sẻ video đến với mọi người nhé. Bạn cũng có thể nhấp vào bên trái hoặc bên phải màn hình để theo dõi những video thú vị khác của Tin Mới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi, vui lòng ấn like, đăng ký kênh cũng như bật chuông thông báo để có thể nhận được những tin tức cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất từ kênh Tin Mới. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.